Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Top Sao Hoa, nơi mà các bạn có thể cập nhật những thông tin mới nhất và hot nhất về các ngôi sao Hoa ngữ và những bộ phim đã, đang và sẽ phát sóng. Còn ngay bây giờ sẽ là những thông tin có trong ngày. Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương với sự góp mặt của Dương Mịch và Công Tuấn hiện đang là bộ phim nhận về nhiều quan tâm của khán giả, mặc dù mới chỉ đang tiến hành ghi hình. Những hình ảnh mới nhất của cặp đôi diễn viên chính cũng liên tục được đoàn làm phim cập nhật. Cách đây không lâu, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền những hình ảnh của Dương Mịch trên phim trường Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Theo loạt ảnh mới, Dương Mịch xuất hiện với tạo hình đầy mới mẻ. Nữ diễn viên diện y phục cổ trang màu đỏ có thiết kế khoét cổ khá sâu, tạo nên cảm giác hiện đại. Tạo hình này giúp tôn lên vóc dáng thon gọn cùng nước da trắng sáng của mỹ nhân tam sinh tam thế thập lý đào hoa. Đây cũng chính là những bức ảnh đầu tiên của Dương Mịch sau sự cố chấn thương mắt khi tham gia một chương trình thực tế. Theo loạt ảnh, tình trạng vết thương của Dương Mịch cũng được tiết lộ. Cô nàng dường như đang hồi phục rất tốt, không có gì đáng ngại. Từ khi khởi động dự án đến nay thì bộ phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương liên tục xuất hiện nhiều tin đồn về vai diễn. Hàng loạt diễn viên như Vương Nhất Bắc, Trúc Tự Đan, Ngô Tuyên Nghi đều bị lôi vào tin tức thất thiệt. Sau đó thì phía Vương Nhất Bắc đã phủ nhận việc đóng Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Vương Quyền. Đây là hệ liệt nằm trong tác phẩm do Dương Mịch và Công Tuấn đóng chính. Phía nhà sản xuất của bộ phim cũng lên tiếng làm rõ thông tin. Cụ thể, Vương Nhất Hủ đăng Weibo thông báo chưa có kế hoạch khởi quay phần Vương Quyền. Cứ ngỡ mọi chuyện đã ổn thỏa nhưng sau đó fan Công Tuấn và fan Vương Nhất Bắc quay sang đại chiến. Công Tuấn bị mỉa mai phải cúi đầu xin được diễn nhưng chỉ có thể làm nam chính thứ N trong phim Đại Nữ Chủ. Ngược lại, Vương Nhất Bắc phải nhận những lời nhạo báng. Fan Công Tuấn chê nam diễn viên bị Vương Nhất Hủ bỏ rơi nên không được vào đoàn. Họ còn nhận xét tài tử họ Vương giỏi tất cả mọi thứ chỉ trừ mỗi diễn xuất. Đã nói nguyên nhân khiến fan hai bên đại chiến có liên quan tới nhà sản xuất. Sau khi xuất hiện hot search về Vương Nhất Bắc và Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Vương Nhất Hủ đã để lại bình luận, người nào mua hot search thì mắng người đó, ít phát bệnh thần kinh đi. Dòng phản hồi không rõ ý của nhà sản xuất lập tức gây ra tranh cãi. Sau đó fan Công Tuấn mắng Vương Nhất Bắc cậu nhiệt phim, fan Vương Nhất Bắc cũng bực mình đấu tố lại đối phương. Theo tìm hiểu thì Vương Nhất Hủ là nhà sản xuất có rất nhiều ồn ào về đời tư. Trong quá khứ, vị đạo diễn này từng nhiều lần giả làm người vô tội. Khi Trịnh Sảng vẫn là nữ thần thanh xuân, ông cũng cọ nhiệt nữ diễn viên để nâng cao danh tiếng. Chuyển sang một tin tức khác, bộ phim Tinh Hán Sán Lạn tiếp tục tạo nên thành công mới cho nền tảng chiếu phim Tencent. Tinh Hán Sán Lạn đang thu về nhiều phản ứng tích cực của khán giả, nội dung phim hấp dẫn, diễn xuất của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi cũng được đánh giá tốt. Và ngày 22 tháng 7, nền tảng chiếu phim Tencent thông báo bộ phim đã phá 230 triệu view trên một ngày. Tính từ đầu năm đến nay, đây là bộ phim có số lượng người xem cao nhất trong ngày của Tencent. Vì vậy, thành tích nói trên đã nối dài thành công cho nền tảng này. Bên cạnh đó, Tinh Hán Sán Lạn cũng có chỉ số tăng cao và ổn định. Các diễn viên như Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đều dẫn đầu chỉ số truyền thông. Hai người lần lượt chia nhau vị trí số 1 và số 2 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, càng về sau, tác phẩm càng tạo được ấn tượng tốt, thậm chí phim mở điểm đua bàn còn cao hơn cả Hạnh Phúc Đến Vạn Gia. So với các vai diễn trước, Người Đẹp Họ Triệu đã có sự chuyển biến đáng kể trong diễn xuất. Cô được khen diễn tròn vai, hợp nhân vật, sát với hình tượng Trình Thiếu Thương. Ngoài ra, thì Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư cũng kết hợp ăn ý và hài hòa, cặp đôi có tương tác ngọt ngào khiến khán giả cảm thấy phấn khích. Cư dân mạng để lại rất nhiều lời khen dành cho bộ phim và dàn diễn viên. Mới đây, hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh cùng trợ lý xuất hiện tại một phòng khám trị liệu đã được lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt, khiến nhiều người không khỏi tỏ ra lo lắng cho nữ diễn viên 8X. Trong những bức hình được đăng tải, Triệu Lệ Dĩnh mặc trang phục giản dị, đội mũ che kín mặt nhưng vẫn dễ thấy thân hình có phần gầy gò và mệt mỏi. Sau khi xuống xe, nữ diễn viên và trợ lý đi thẳng tới phòng khám và ở lại đó khoảng 3 tiếng. Điều này đã làm cho người hâm mộ có phần lo lắng cho thần tượng bởi khả năng cao vết thương ở thắt lưng của Triệu Lệ Dĩnh đã tái phát. Đây là vết thương xảy ra trong quá trình cô nàng quay cảnh cưỡi ngựa mà không dùng tới diễn viên đóng thế. Cho đến giờ, ở phía sau lưng của nữ diễn viên vẫn còn vết sẹo lớn do gặp phải tai nạn trên phim trường năm đó. Fan luôn khuyên Triệu Lệ Dĩnh nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của bản thân, tránh để lại những vết thương nghiêm trọng. Hiện tại thì nàng Tiểu Hoa đang bận rộn với lịch quay Giữ Phượng Hành. Đây là dự án cổ trang đánh dấu màn tái hợp của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh sau siêu phẩm Sở Kiều Truyện nên nhận được sự chú ý và mong chờ cực lớn từ người hâm mộ. Ngoài ra, bộ phim truyền hình Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh cũng nhận được sự quan tâm cực lớn và tán thưởng từ cư dân mạng. Nhiều khả năng nàng Tiểu Hoa sẽ chính thức truyền hình sau dự án này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ủng hộ bọn mình bằng cách ấn nút subscribe và ấn vào cổ tự thông báo để nhận về cho mình những thông tin mới nhất nhé. Còn bây giờ xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.